Vâng, em xin chào anh Phú nhá. Hôm nay em xin quay qua cho anh xem về ngoại hình cũng như test qua về chức năng con 203 N của Kunzong này cho anh và mọi người cùng xem nhé. Đây, em xin quay qua về ngoại hình. Đây, con này thì ra đời rất lâu rồi ạ. Đây. Đây, em xin phép quay qua về ngoại hình trước ạ. Xong rồi quay nội thất ạ. Đây ạ. Nó là điện 220W này. Công suất 100W cộng 100W này. Sản xuất năm 1996 này. Đấy. Đây có cổng ra cổng vào đây ạ. Đây. Nó đánh hai loa. Đây, dây nhựa nó đây. Sản xuất năm 1996 nhá anh nhá. Đây, đây là ngoại hình của em ấy. Em này thì tiếng rất hay, vang nhạc cũng ok, tí em test thử cho anh nghe. Bây giờ em xin phép mở bên trong cho anh xem nhé. Vâng, và đây là nội thất của em ấy anh nhé. Đây, xin mời anh và các bác cùng xem qua về nội thất của em này. Đây ạ. Quả nguồn rất to các bác và anh em. Đây tụ nó đây nhá. Đây. Mở. Đây nó chạy hai sò. Mỗi bên hai sò là bốn sò anh nhá. Tất cả đều zin hết. Đây anh nhìn các cái con tụ. Tụ còn trở của nó thì rất chi là xịn sò. Cả hai bên như nhau hết. Tiếng em này thì rất hay. Đây. Đây. Kunzong Hàn Quốc. Karaoke chắc của Hàn Quốc. Ok. Đấy. Bây giờ em xin phép tắt đi để em đấu loa vào xong rồi em test thử một bài cho anh em nghe nhé. Đây em xin test qua cho anh. Hoa trắng xanh vàng tím đẹp.
Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Đấy, ok cho anh. Thôi, em xin phép dừng video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh và các bác nhé.